X51 Story mến chào quý thính giả. Năm 223, Lưu Bị đích thân dẫn quân đại chiến nước Ngô của Tôn Quyền để báo thù cho Quan Vũ, nhưng kết quả thảm bại, bản thân Lưu Bị cũng nhiễm bệnh nặng không trị được. Tại Bạch Đế Thành, Lưu Bị biết mình không còn sống được bao lâu, nên đã giao phó Lưu Thiện cho thừa tướng Gia Cát Lượng. Người hâm mộ Tam Quốc diễn nghĩa hẳn đều biết Lưu Bị đã nói như vậy khi gửi gắm con trai cho Gia Cát Lượng: nếu Lưu Thiện vô năng, không thể giữ vững sự nghiệp phục hưng Đại Hán, người có thể làm hoàng đế thay hắn. Nhiều nhà phê bình cho rằng lời này nghe có vẻ như Lưu Bị nói lời chân thành, tất cả chỉ vì xã tắc làm trọng, sự nghiệp phục dựng Đại Hán là trên hết. Nhưng người thông minh tuyệt đỉnh như Gia Cát Lượng đã nhận ra câu nói không hề đơn giản như vậy, vừa nghe đã biết Lưu Bị đang thử thăm dò mình. Lưu Bị sợ sau khi mình chết đi thì Gia Cát Lượng sẽ lên nắm quyền, đá Lưu Thiện sang một bên. Theo đó, Lưu Bị đã dùng chiêu thử lòng để tùy cơ ứng biến, dùng chút hơi tàn cuối cùng để khiến Gia Cát Lượng một lòng một dạ, tận tâm tận lực phụ tá thiếu chủ hoàn thành đại nghiệp phục hưng Hán thất. Lưu Bị thật không hổ danh là hậu nhân Hán thất, trước khi qua đời còn có thể bảo toàn sinh cơ và bảo vệ vững chắc cho hậu thế. Thật ra Lưu Bị không cần phải lo lắng, thực tế đã chứng minh Gia Cát Lượng luôn trung thành và tận tâm với thuộc Hán. Và hơn 1000 năm sau, tại nước Đại Việt ta cũng có một vị vua nhà Trần cũng học theo điển cố gửi con ở Vĩnh An của Lưu Bị thời Tam Quốc. Sau đây, X51 Story sẽ cùng quý thính giả luận bàn về việc vua Trần Nghệ Tông gửi gắm con côi cho công thần Hồ Quý Ly. Trần Nghệ Tông có tên thật là Trần Phủ hoặc Trần Thúc Minh, sinh tháng 12, mùa đông năm Tân Dậu, tức năm 1321, là con trai thứ ba của Trần Minh Tông, mẹ là Minh Tử Quý Phi Lê Thị, là em gái cùng mẹ với Đôn Tử Quý Phi và là cô ruột của Lê Quý Ly tức Hồ Quý Ly. Ông là em của Trần Hiến Tông và là anh của Trần Dụ Tông, Trần Duệ Tông. Ông giữ ngôi 2 năm, từ năm 1370 đến năm 1372, ở ngôi Thái Thượng Hoàng hơn 20 năm, từ năm 1372 đến năm 1394. Do trọng dụng ngoại thích Hồ Quý Ly, ông đã tạo cho Quý Ly cơ hội phát triển thế lực tiến đến giành ngôi nhà Trần sau khi ông qua đời. Quyền hành của Quý Ly quá lớn, nhiều người lo lắng cho cơ nghiệp nhà Trần. Tháng 4 năm 1392, Bùi Mộng Hoa dâng thư lên Nghệ Tông, đại ý nói: thần nghe trẻ con có câu hát rằng, thâm hiểm thay thái sư họ Lê. Xem thế, Lê Quý Ly nhất định có ý dòm ngó ngôi báu. Nghệ Tông xem tờ tâu rồi, lại đưa cho Quý Ly xem. Sau này Quý Ly chuyên chính, Mộng Hoa phải ẩn lánh không ra nữa. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tháng 3 năm 1394, ông chiêm bao thấy vua em Trần Duệ Tông đem quân đến và đọc bài thơ như sau. Ở giữa chỉ có loài mỏ đỏ, lam le lấn lên lầu gà trắng. Khẩu vương đã định việc hưng vong, không trước mà ở về sau. Ông tự mình chiết tự đoán là xích thủy, nguyện đỏ, ám chỉ Quý Ly, bạch kê, gà trắng, là Nghệ Tông. Vì ông tuổi Tân Dậu, năm 1321, khẩu vương, thì chữ khẩu và chữ vương là chữ quốc, việc nước còn hay mất sau sẽ thấy. Nghệ Tông lo sợ ngày sau mình qua đời nhà Trần sẽ mất nước. Nghệ Tông tuổi cao sức yếu, biết Quý Ly có ý lấy ngôi nhà Trần mà ngăn lại thì không kịp, nên sai thợ vẽ tranh những đại thần nêu tấm gương phò vua nhỏ mà không mang lòng dạ cướp ngôi của đời trước, như Chu Công giúp Chu Thành Vương, Hoắc Quang giúp Hán Triều Đế, Gia Cát Lượng giúp Thục Hán Hậu Chúa, Tô Hiến Thành giúp Lý Cao Tông, gọi là tranh, tứ phụ, ban cho Quý Ly, để giúp vua Thuận Tông cũng nên như thế. Tới khi Nghệ Tông bệnh nặng, lại theo lối Lưu Bị thử lòng Gia Cát Lượng, nói với Quý Ly rằng: Bình Chương là họ thân thích nhà vua, mọi việc nước nhà đều trao cho khanh cả. Nay thế nước suy yếu, chấm thì già nua. Sau khi chấm chết, quan gia nếu giúp được thì giúp, nếu hèn kém ngu muội thì khanh cứ tự nhận lấy ngôi vua. Quý Ly cũng làm hệt như Gia Cát Lượng, dập đầu khóc lóc từ tả, chỉ trời vạch đất thề rằng: nếu thần không biết dốc lòng chung, hết sức giúp quan gia để truyền đến con cháu về sau thì trời sẽ ghét bỏ thần. Ngày 15 tháng 12 năm 1394, ông mất, được táng vào Nguyên Lăng ở Yên Sinh, miếu hiệu là Nghệ Tông, tên thủy là Quang Nhiên Anh Chiết Hoàng Đế. Trần Nghệ Tông làm vua 3 năm, làm Thượng Hoàng 27 năm trong 3 vua đời kế tục, thọ 74 tuổi. 6 năm sau, Quý Ly giết con Nghệ Tông là Thuận Tông và phế cháu Nghệ Tông là Trần Thiếu Đế, cướp ngôi nhà Trần, lập ra nhà Hồ. Hồ Quý Ly hơn Trần Thủ Độ ở học vấn, nhiều chữ nghĩa, nhưng cách mà Hồ Quý Ly dùng để cướp ngôi nhà Trần cũng thủ đoạn tương tự. Khi nắm trong tay quyền lực, cài đặt hết thân tín vào triều đình thì Hồ Quý Ly cũng ép vua cũ đi tu, ép vua mới phải nhường ngôi. Nếu Thủ Độ ép vua Lý Huệ Tông đi tu ở chùa Chân Giáo thì Hồ Quý Ly ép vua Trần Thuận Tông đi tu ở đạo quán Ngọc Thanh. Sau để tránh hậu họa, cả Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly đều tận sát các cửu hoàng. Và nếu Trần Thủ Độ tìm cách ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Thái Tông thì Hồ Quý Ly ép cháu ngoại là Trần Thiếu Đế nhường ngôi cho mình. Điểm khác cốt lõi của Trần Thủ Độ và Hồ Quý Ly trong vở kịch chính trị là Trần Thủ Độ không vơ ngai vàng về mình, còn Hồ Quý Ly dù ngoài 60 vẫn phải ngồi lên ngai vàng thì mới thỏa tâm nguyện, trước khi nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương.
Lấy lăng kính của thời phong kiến mà soi thì người nhà Lý coi Trần Thủ Độ như dạng Tào Tháo hay Tư Mã Ý, còn người nhà Trần lại nhìn Thủ Độ giống như Chu Công, Hoắc Quang, tấm gương điển hình về phò tá vua nhỏ thời đầu Tây Chu và Tây Hán. Riêng với Hồ Quý Ly nhìn đi nhìn lại thì đều giống như Vương Mãng cuối thời Tây Hán mà thôi. Đánh giá về vua Trần Nghệ Tông, nhiều nhà phê bình nhận xét: cơ nghiệp nhà Trần siêu đổ là tại vua Dụ Tông và Nghệ Tông thì không biết phân biệt hiền gian để kẻ quyền thần được thế làm loạn, thành ra tự mình nối giáo cho giặc, tự mình làm hại nhà mình vậy. Nghệ Tông vốn tin tưởng và gửi gắm cơ nghiệp vào vua em rể Tông mạnh mẽ, vậy mà khi vua em chết, những kẻ có trách nhiệm trực tiếp, trong đó có Quý Ly, lại không hề hấn gì. Đáng ngạc nhiên hơn, chính Quý Ly bất tài chống giặc lại được thay thế vai trò giường cột của vua em rể Tông trong triều. Nghệ Tông từng thương rể Tông đến mức khi em chết bèn lập cháu lên thay, nhưng sau chỉ vì lời xui bày của Quý Ly mà giết cả cháu. Hẳn khi đó trong lòng Nghệ Tông không còn tưởng nhớ vua em nữa. Những ông vua vì ham sắc đẹp, yêu vợ bé mà phế bỏ hoặc giết con lớn trong lịch sử không hiếm, và hành động đó không có gì khó hiểu. Quý Ly có thể gièm pha để giết tướng Nguyễn Đa Phương vì đố kỵ ganh ghét cũng không có gì là khó hiểu. Nhưng khi Nghệ Tông tin theo lời một đại thần họ Ngoại mà giết Tông Thất, giết cháu ruột rồi giết cả con ruột thì lòng tin đã đến mức u mê. Nhiều việc làm của Nghệ Tông không khác gì dọn đường cho Quý Ly cướp ngôi con cháu mình. Nghệ Tông vừa có công khôi phục nhà Trần từ tay Dương Nhật Lễ trên danh nghĩa, lại vừa có tội làm mất nhà Trần trên thực tế. Chỉ 13 năm sau khi ông mất, Việt Nam sau gần 500 năm độc lập lại bị rơi vào tay phương Bắc. Dù nhà Minh từng có bụng xâm lược từ trước, nhưng biến cố mất nhà Trần thúc đẩy lý do cho hành động xâm lược thực hiện sớm hơn. Nghệ Tông chỉ là ông vua có nét điềm đạm, không xa xỉ, còn tài năng đức độ tầm thường, không biết dùng người. Có ý kiến cho rằng lúc nhà Trần suy yếu, nếu Nghệ Tông không quá nghe Quý Ly mà giết Nguyễn Đa Phương, trái lại biết dùng quyền thuật mà cùng lúc trọng dụng cả Đa Phương và Quý Ly khiến hai người kiềm chế, dè chừng lẫn nhau, thì cơ nghiệp nhà Trần chưa đến nỗi suy vong. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.